Thì ok, hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì tôi là K1 Gaming đây. Hôm nay thì đã chính thức ra vòng quay mới tại server Việt Nam các bạn ơi. Đó chính là khẩu Farafel cuồng phong. Đối với tôi thì thấy cái ngoại hình của cái khẩu này cũng cực kỳ là chiến nha. Nói chung là nó cũng tựa tựa cái khẩu M1014 Long Tộc các bạn à. Ừ, nói chung nhìn cái vẻ bề ngoài cũng tựa tựa nhưng mà có vẻ nó mỏng hơn một tí. Nhưng mà chắc có lẽ là tôi sẽ cố gắng tôi nâng lên level 4, tôi test trước cho tất cả các bạn xem. Tại vì lên level 4 thì nó cũng đã match chỉ số rồi. Ok, bây giờ tôi cũng sẽ quay nhanh spam nha các bạn. Xem thử coi nhân phẩm của mình có may mắn hay không. Đây, lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4. Đấy, spam liên tục. Quay, quay, ra luôn kêu MP cùng qua chính diện kìa đó. Phải lộng đạn. Mà khẩu này tăng chỉ có 2 băng đạn thôi, quá là sida. Chúng ta là hồi nãy giờ đã mất đâu đó khoảng tầm 300 mấy KC rồi. Đấy, thì cái cây này lấy về chắc đâu đó khoảng tầm 1000 KC các bạn. Ừ, khoảng tầm 1000 KC chúng ta sẽ lấy. Chính thức tôi đã lấy được cây này level 1 nha. Và chúng ta tốn đâu đó 1000 mấy KC, 1500 KC các bạn ơi. Tôi sẽ quyết định nâng cấp lên level 4 để cho nó max thì chỉ số nha các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu xem thử sức mạnh của nó như thế nào. Tôi nghĩ là mình nên mua luôn đi, nó sẽ nhanh chóng hơn. Level 2 thì chúng ta được to hơn một tí, to hơn được tí xíu thôi. Level 3 thì chúng ta lại tiếp tục to hơn được tí xíu nữa, vẽ bên ngoài thì to được tí, nhưng mà chỉ số thì vẫn không thay đổi. Và level 4 thì hiện tại là tôi đang có 600 KC và chúng ta cần 1200 KC chúng ta mới có thể nâng được. Chứng tỏ là khi mà các bạn lấy cây này và nâng lên level 4 thì các bạn sẽ mất đâu đó khoảng tầm 600k. Ok, đây là phát cuối cùng tôi nâng lên level 4 nha các bạn ơi. Rồi, 120 mảnh và khi mà lên được level 4 các bạn sẽ có hiệu ứng đạn này. Và đặc biệt là chỉ số của chúng ta sẽ mát rồi, tại vì tăng 2 tốc độ bắn, một sát thương và giảm một tốc độ di chuyển nha các bạn ơi. Ngày hôm nay tôi sẽ chinh phục cuộc hành trình lên chuỗi 100 cho mọi người xem. Tại vì căn bản tôi thấy anh em cũng rất là thích những cái series leo chuỗi của mình. Nếu như video này được 2k like, tôi sẽ chính thức làm từ chuỗi 100 lên chuỗi 150 cho tất cả các bạn xem nha. Wow, có cái câu vậy. Ôi mẹ, mới vào gặp cái phản diện các bạn ơi. Má quân đòn rồi đế nữa. Quân đòn của cái thằng ông nội. Phải chữ đậu xanh á. Ôi má, đồng đội mình đi ghép ngẫu nhiên nhìn uy tín chưa ta, nhìn có cánh trắng đồ, mặc đồ đen đồ mà xịn vải ra. Hay đu từ từ anh em ơi, đu thằng này bắn đậu xanh mỗi viên luôn nội ơi. Thằng này ghê hả, đậu xanh nó đi ghép được đồng đội gánh rồi. Đây thằng cuối nó đâu ạ, cuối nó nằm đâu ạ? À, có thằng của mình. Thấy rồi đồng đội gánh nha. Anh thấy nó ở ngoài đây nè. Ui mẹ, mình bắn đẳng cấp thế này vẫn bảo đồng đội gánh thì chịu ấy. Nãy giờ mình kiểu mình chưa kịp thấy địch nó là nó đưa mình đi rồi. Cốc nào vậy em? Cầm kiếm đi. Rồi thấy. Đây anh cho nó khóc. Anh sẽ cho nó khóc. Má sao mày quất phá đâu chuyện gì hả anh? Tuy nhiên là nếu mà nâng lên level 7 thì thấy nó cũng tương tự, nó hơi tựa. Bay đâu? Ơi có. Má nhanh. Có một thằng AFK kìa anh tôi đó. Ủa vậy hả? Nhanh lắm mới rồi. Siêu nhanh luôn. Ừ. Bắn kéo đầu dễ lắm. Đây anh qua. Ui sao chết hang này? AFK kìa. Ơ. Ơ cái nhỏ này. Bay cái đầu luôn. Ủa nhỏ này AFK hả ta? Sao anh thấy lạng lạng khùng khùng vậy? Do là hiện tại tôi đang mang thêm con lâu na nữa các bạn, cho nên là tăng cái tốc độ bắn khủng khiếp lắm. Ha, bể vậy. Cái cây này bình thường thôi nó đã tăng 2 chỉ số tốc bắn rồi. Và một sát thương rồi, cho nên bắn rất là thốn luôn. Bắn rất là sướng. Nó AFK. Ui, lỗi đam à. Lỗi đam biết rồi, bắn nhanh quá nhiều khi lỗi đam nữa. Lỗi cái gì vậy? Bài đầu 1. Hình như thằng này nó bị lát cái sao em, chứ không phải AFK đâu. Nó bị lát cái sao á, nãy em bắn nó. Ừ, nãy em bắn. Ui, trong này anh tôi. Anh biết rồi, anh đang di chuyển vào. Hồi nãy em bắn nó xong nó di chuyển nó chạy mà. À, cửa này nó thả nhện. Cửa này thả nhện. Rồi, thay. Sao mấy này ngơ ta? Không, cái cây này kéo đầu sướng cực nha. Ồ, bắn nhanh lắm, kéo đầu đã lắm. Bắn như Tiểu Liên luôn rồi. Đúng rồi, bắn y như Tiểu Liên á. Bắn tựa tựa như cây Mac 10 thì không phải, Mac 10 mùa này nó mạnh quá, nó nhanh quá. Bắn nó hơi hơi giống cây UMP, cây BB19. À đúng rồi, nó tựa tựa vậy á. Mà nói chung là kéo khá là nhanh cho nên là dễ đầu lắm. Đây lú ra. Ủa cái thính rồi. Em bị nhụn bị ngáo luôn của nội đậu xanh á. Thằng kia đâu, hai khối cái đâu, cái đây làm mày quá quách kêu cho cháy cháy khổ pha ra phèo ơi. Hình như ngay chỗ ấy đâu có, ngay chỗ đâu có.
Có. Nhưng mà đây, nó bên nhà nó, nó bên nhà nó. Bình tĩnh. Chờ đợi em. Mẹ chờ đợi là hạnh phúc đấy. À đây. Đây. Má thả nhện kia. Bay đậu. Cứ ra đạn là bay đậu nội ơi. Nó nhanh lắm. Từ từ đi, cứ chờ đi. Em phá con nhện nè. Nhện rồi. Chết tôi. Ôi đi xa ra đi em ơi. Mẹ đi xa ra em ơi, nó cầm tông súng to em ơi, nó cầm thật gân. Sao hai kia. Cầm tông sạc gân thôi. Ra đây. Ui. Ở kế anh có, ở kế anh có, từ. Em mới nã một cuộc thẳng rồi, nó đi tới nã rồi. Nó chạy rồi. Ừ, sợ rồi. Đi qua hướng kia rồi. Đấy chứ mà. Một nè. Ai gớm không nổi. Má, nhanh lắm nội ơi. Trời ơi, cầm cái cây này mà tạo sinh tuột, bắn thứ gì chịu nổi chợ. Đậu xanh. À, theo yêu cầu của Han nói là bây giờ mình đổi thử bỏ thử hai gia tô. Ừ, mang theo đa xa nữa thì nó sẽ như thế nào. Thì nó siêu tốc độ bắn luôn chứ sao nữa. Nói chung là theo tôi thấy từ trước đến giờ mình chơi game ấy nha, là cái khẩu súng mà chúng ta càng tăng tốc độ bắn nhiều thì chúng ta càng dễ kéo đầu các bạn. Kiểu như là mình bắn ra đạn nhanh á là mình dễ kéo đầu à. Mình dễ kéo hết sọ lắm. Mình cứ dí nhẹ là vào đầu thôi. Ở mấy khứa kia như lên trên hết rồi em ơi. Ờ đúng rồi trên. À con nhẹ. Ê con nhỏ FK, con nhỏ FK. Rồi, ôi thằng này bố uống luôn rồi. Trời ơi, tụi mày nó nào giờ mày bố. Ác thế này, ác thế. Thằng này mày không có tình người à. Khứa này làm gì mày. Mày mới thấy anh cân 4 đẹp trai quá. Mày cứ chạy thanh biết ta. Đậu xanh canh theo ăn hay gì đây. Ê, đi nó ăn kia. Ờ, đi theo mẹ nó bú. Nhỏ này là thấy hơi quế rồi. Ok, mình đi đâu rồi, đi theo đó cha nội. Đừng có đi theo tao nữa. Thôi bỏ anh đi. Thầy mới cân 4 xong đi theo động vía cân 4 quá gì mày. Mình thấy bắn nhỏ FK của tao thấy không khoái rồi. Nãy lúc đầu nhìn tưởng nhỏ này hát không à. Tại vì Andrew chưa thức tỉnh nè, rồi Raphael, rồi Alok chưa thức tỉnh nữa. Mày nhìn rén vãi. Nhưng mà từ nãy tới giờ thì vào thì mới biết là chắc có lẽ là cô ta đi ghép ngẫu nhiên. Ờ. Đây. Trên nhà mình cứ chờ bo thôi. Ui, mẹ chính mẹ đi bay rồi. Không sao. Đi bay không con nhỉ. Farafo, ngon lành. Cái cây này là anh em bình thường kêu bằng Farafel hay Farafo nhờ. Mẹ mình thấy nhiều thằng nó kêu Farafel, Farafo. Tôi không biết luôn. À đây, nhảy xuống. Bay đầu. Thấy toàn đỏ không? Anh? Ui ôi, nó thẳng nhảy. Dính em rồi, Ờ. Ui, thế bay đầu nữa. Ờ. Toàn bay đầu luôn, đậu xanh kéo. Kéo nó xuống lắm, mang theo đa xa nữa chúng ta trải nghiệm cảm giác gọi là siêu nhanh. Combo siêu nhanh, siêu tốc bắn step Parafel nha các bạn ơi. Coi thử cháy cỡ nào nha. Ừ bắn xuống vậy. Cứ dí là vào đầu à. Ui trời ơi, chủ 84 sướng kìa. Má ước gì trận nào gặp cũng như trận này thì dễ. Ôi thôi, chết tôi rồi. Ờ, nó mang hai đỏ phèo luôn. Thì má xin em rồi, chưa thức tỉnh nữa. Con ấy chưa thức tỉnh luôn. Con Andrew chưa thức tỉnh luôn. Phải lồng đèn đưa cho xin katana ấy rồi. Xin katana đi em. Điện nè, để con đi theo. Ok, có gì đi theo chết anh. Hỗ trợ anh. Má mang này mình sợ nó có đúp rồi thì nó khác. Ui, má đồng đội kinh thế. Đồng đội mình bắn kinh quá bạn ơi. Hay á, độ xanh đồng đội quá hay, quá nguy hiểm. Trời ơi, em fan yếu 3 luôn kìa. Fan cái băng mà yếu 3 luôn. Nó mồm nè. Chỉ rồi có ai đúp rồi mới biết. Khứa này Han ơi. Han. Lú ra. Té gà. Thôi không chịu đứt đâu. Mới bắt công nó nổi điên lên mình lại khóc ấy. Rồi ok, theo yêu cầu của anh em full tốc bắn thì bây giờ tôi đã mang đa xa rồi. Và cả lâu na luôn, kèm theo đó trên tay tôi bây giờ là một khẩu Farafel. Tôi thấy là bây giờ mang Farafel ok. Lấy Farafel này có vẻ hợp lý. Tại vì căn bản vào thực chiến nó khá là nhiều. Nhiều ơ. Ờ, nó chịu đậu xanh chết luôn. Nó khá là nhiều tận có Farafel. Ừ, hay em ơi, cố gắng xíu nữa. Chích cho anh. Rồi đi rồi. Trời ơi, em chưa chích thằng kia bắn. Cứu được nè. Lên được. Ok. Quá đẳng cấp luôn. Ok, chích cho anh luôn, chích cho anh luôn. Ủa đồng đội mình thấy ghê vậy. Đồng đội mình làm nới với ông nội. Uầy, đồng đội cháy ghê ông nội. À đây. Ngộ. Đang là ngộ cỏ. Bay đầu. Hên quá, vẫn bú liếm được kill. Đậu xanh tí nó mất hết kill thì lại buồn ấy. Ván này bắt đầu mấy thanh niên nó có a đúp rồi và có cả ngộ không thì bắt đầu sự nguy hiểm mới được bắt đầu các bạn ơi. Đó, tôi giờ mà rank cao mà nhìn mấy thanh niên này mặc
mặc đồ thế, mang kỹ năng thế là rén lắm, rén vô cùng kể. À đây đây, trên đầu trên đầu trên đầu trên đầu. Ôi ơ nó đâu ạ? Nóng một, nóng một, nóng một, hay quá em, chết đi, cứ chết cứ chết. Nóng hai, nóng hai, cái cây này kéo còn đỏ luôn rồi, chạy đâu được mà chạy. Ờ từ từ anh với em chết kìa nè. Ngộ không chết không được cha ơi. Hay thằng khứa cái đầu, khứa cái đầu. Chưa bắn là chết đầy máu. Đúng rồi, hóa từ không kéo. Từ không có miếng máu nào mà chết đầy luôn trời. Ui mẹ, khứa kia nó đang ngược đuổi tỷ số anh 5 kill kìa. Cái cây Farafel này có một cái cây mà trong cái quyển sách đó, cái cây đó cũng tăng 2 tốc độ bắn với lại 1 độ chính xác, cây đó ngon vãi liền. Rồi 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 rồi, xong 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 xong. Bể đầu đúng không? Bể đầu A đúng không? Rồi rồi. Ok ok ok, anh biết rồi, anh biết rồi, anh thấy nghi nghi rồi đó. Từ 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 từ, để lên cậu anh xử nhỏ này cái. Hay lặng hơn ta. Trời ơi, anh tôi thằng này cầm Victor chứ em nè. Từ từ em ơi, anh đang xử cái đứa mà bắn em bể đầu nãy nè. Một thằng kế bên em luôn. Ủa như nó nóc rồi hả? Nóc nè. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, khứa kia đâu rồi? Từ từ Han ơi, từ từ Han ơi. Ủa đồng đội mình đi ăn cám rồi hả? Thôi pha cuối mình quanh sọt cho nó đẹp nha các bạn ơi. Nói chung là bây giờ team mình cũng làm nới quá trời nới rồi. Pha cuối mình quanh sọt đi cho nó gọi là nó đều phơm. Đụng đem, đụng đem. À, đây đây đây, dưới dưới dưới. Chết đại được kìa. Kẻ coi, kẻ keo, kẻ keo. Thằng nháo luôn á, tưởng là tôi chuyện máu trâu á. Nó đâu có tiêu rồi, nó trời luôn đạn qua luôn kìa. Ở thằng điên này. Thằng điên này đậu xanh á, bắn không được đỏ anh em à, nhưng mà không sao. Thế là quá tuyệt vời cho bọn Farafel. Ma nó bắn siêu nhanh. Bắn siêu nhanh thì các bạn biết rồi, bắn nhanh thì nó chỉ toàn đầu thôi, không đỡ được đâu. Sờ ca, ví dụ sờ ca 3 chip này bắn siêu nhanh toàn đầu. Cái khẩu mát 10 mùa rồi tôi thấy bắn rất là lỏ, rất là sida nha, nhưng mà tuy nhiên mùa này khẩu mát 10 bắn siêu nhanh. Mé lên 3 chip bắn toàn đỏ luôn các bạn, sướng thật sự. Hôm qua tôi test mát 10 cho mọi người coi rồi ấy. Nhanh mới săn rồi. Uầy, dạo này về Việt Nam gặp mày cứ toàn kèo thắng gì vậy thôi. Nhưng mà trận này su cái không có Farafel các bạn ơi. Thôi thì chúng ta bắn tạm lục bạc rồi với lại M8 chơi chơi nha. Nói chung là không có cái Farafel thì mẹ mình thấy mất đi sức mạnh rồi ấy, quăng katana cho anh ấy đâu. Đạo xanh cây Farafel bắn ngon thật sự. Ui, bốn. Ê, 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 cút về, cút về. Đây, đây, đưa, đưa anh chém đó, đưa anh chém đó. Có katana nó sống không nổi với anh đâu. Có katana rồi làm sao. Quá đồng đội mình dí đi ớn vậy ông nội. Ê, thôi, thôi. Ê, ê, trời ơi, nó trội trái lũ băng đậu xanh mất 150 máu ông nội. Ê, nó lái xe kìa. Mẹ, mấy lần đi. Dạo này về Việt Nam lầy lắm. Dạo này về Việt Nam lầy lắm các bạn ơi. Ôi, nó đụng. Chém nó, chém nó. Nóng nè, nóng nè. Dạo này về Việt Nam lầy vãi, toàn phản diện các bạn à. Toàn phản diện với lại là mấy ông này tròn tròn vui vãi. Ok, cứ đợi, cứ đợi, cứ đợi, cứ đợi. Nó chết nó với anh thôi. Trời ơi, thả nhện nó kia, thả nhện nó kia. Thả nhện. Thả nhện. Thả nhện. Thả đi. Thả nhện, tao bắn mày tét cái đít mày luôn. Mày thả nhện. Đùa, thằng đó nó có cái quần lâu đời vãi, trưởng ra đấy. Ờ. Cái quần nó lâu đời lắm rồi á. Trời nó trời má, cái ông nội kia còn lái xe tông em nữa chứ. Ừ. Đấy, dạo này tính ra ha, dạo này về Việt Nam là đậu xanh mình chơi á, một chục trận là gặp hết 9 trận đến 10 trận phản diện rồi. Mấy ông này bị ảo lắm, đậu xanh. Hài lắm. Bây giờ con phóng là làm thử thách chạy xe đâm được trong vị trí cũng hay á. Quá dài bữa. Ừ, giờ có lái xe vui mà. Nói chung bây giờ tự chiến mình cảm giác đa sắc màu, cảm giác rất thích luôn, cảm giác thú vị vậy. Nó đâu, nó đâu, nó đâu ạ? Nó đâu em? Ê, ê, bên chị em có nè. Nóng một, anh bắn nóng một rồi kìa, gạt cho anh, gạt cho anh phát. Ở dưới á, ở dưới á. Anh biết rồi, anh biết rồi, anh biết rồi, anh thấy có dấu chân đỏ mà. Anh tôi nó đang cứu nè. Này em thôi. Bên em, cứu em. Anh thấy rồi, rồi, bay đầu. Vẫn sướng anh em à, vẫn sướng. M8 level 7 nó phải thế. Sướng sự kính là tăng sức mạnh. Cái meta mùa này của game á là cái meta kiểu như là chích máu chứ không phải là hồi máu hay không phải là trâu. Nhớ cái meta trước kia là meta siêu trâu nha, meta giáp á. Rồi đến với meta mùa rồi là kiểu meta gì ta? Mùa rồi không biết meta mùa gì. Không biết gì, nhưng mà cái meta mùa này là bắt đầu meta chích máu cho đồng đội. Đây đây, có Santino. Kiểu... À, có. Anh thấy có Santino kìa. Hình như là nhà hết rồi em ơi. Chích máu rồi nè. Ok ok, cứ từ từ. Nó lên nhà hết rồi, lên nhà hết rồi.
chắc là phải chạy ra góc ngoài cam thôi. Nhả luôn. Thôi mẹ nó cầm súng gần đó em. Lên đó là chết. Đây có luôn cả đất nha. Ôi, ai bạn. Trời mới nói xong. Ôi ôi nó cầm MP nó dí mình kìa. Thôi thôi. Trời ơi nó xuống dưới rồi sao? Để anh hỏi. Ai? Trời ơi nó bên kia, bên tháp đồng hồ. Ôi rồi đi anh ta. Trời ơi. Má hai đứa bên đó, nãy anh tưởng nó bốn thằng ở trên ngồi cái góc thính ẩu ghê không nội. Trời ơi tiếc ghê chợ. Khoan đó mình cứ tưởng đâu là nó ở trên kìa. Mình ở tưởng đâu là nó ở trên hết. Kê em. Ui, má cầm đe nguy hiểm thế. Cầm đe. Hay, mọi đồng đội mình cũng cầm đe đây. Anh ta liệu rằng có bị ảo trình không? Trước mắt là tôi thấy trình anh ta đủ được nha. Má vừa mới bảo nó chuẩn bị ảo trình nóc, ai ngờ đâu còn ba máu mà nó sưởng kia luôn các bạn. Thằng này đẳng cấp thế nhờ. Hay thằng này nãy mình đi ghép à, đi ghép xong mình thấy bắn cũng hay hay mời vào chơi luôn. Bắn cũng hay các bạn. Ờ hay má đứng ngoài đu má. Thằng này bắn khéo mày ơi, nhanh lắm. Ờ dạ. Ông cháu này bắn nhanh vậy. Ông cháu này cầm đứt bắn cũng uy tín đấy. Hay. Nói chung là đánh giá hay nha. Cho một like được. Nói chung mình cứ về, ai bắn hay mình cứ like, mình cứ công nhận tài năng của người ta. Ừ chứ không phải lúc nào mình thấy người ta bắn vậy cái mình chê, mình ghét. Ôi skin gắn. Hay, thấy không? Kỹ năng đang hồi. Căn bản là ta lấy skin thì nó phải mạnh chứ. Skin mà không mạnh ta lấy làm chi? Hay. Ôi đùa. Mày không cầm skin vậy? Thằng này mua gấm rồi. Biên một biên. Ơ, trời ơi, kế bên anh nè. Ê, đâu rồi anh em? Ui nó thả nhện nữa rồi, đi rồi, cứu của anh, đặt kéo của anh với anh. Em không có kéo. Đặt đi, cứu đi không sao, cứu đi. Ui sao mày chạy đâu hả? Ui vãi mày chạy bển làm gì, đậu sao nó bên cầu không mà. Thôi không. Toàn nè mày. Pha này là đừng có chạy qua đó, pha đó em chạy vô trong thùng em cứu anh là lụm. Mới điếm. Không sao, không kia làm được. Ở đâu? Lụm thằng ở trước xong rồi chết. Có địch. Má nhưng mà bọn này bắn gác á. Bắn gác ghê không? Ui má thằng khôn phải. Nó bắn gác ghê, bắn khôn phải trưởng ra. Nó có hai cây đứt thấy bắt đầu khó chơi thấy không? Trước mắt á là tem nó có hai thằng phóng lộ. Ủa lộn, hai thằng A đứt rồi á. Một thằng nó đi dưới, một thằng đi trên á. Anh chắc rồi. Một viên nè. Đây là gì? Đây lụ vậy? Cái nào? Trái lụ gì? Lụ xe hả? À là ném ra được chiếc xe à. Ôi mà đã đấy. Ở dưới có nha, ở dưới có một nha. Má xe nó bay xuống kìa. Từ. Ủa sao mày ném đi đâu vậy ông nội? Đậu xanh trái lụ xe đi, ném qua bên mình để mình chạy chứ ném qua địch chi vậy cho nội. Em ngồi... biết nữa, em tưởng đó là lụ. À coi, ở dưới có. Một viên. Thanh niên ở dưới teo rồi. Thanh niên ở dưới là trứng cút đánh ô tô rồi, má anh nghe tới đây luôn nè. Chạy đi. Chạy đi em bạn. Chỗ này không? Anh bạn chạy đi, trời ơi ngại ngùng gì nữa, chạy đi đừng có núp ở đó. Sao lát rồi, binh lên mấy trăm luôn không nào. Má có con nhỏ kia đang kê tí nha. Từ em ơi, từ đâu. Khối này. Hay. Yeah, quá là easy anh em ơi, tuyệt vời. Hay ghê ông nội. Ồ, mấy thằng kia pha đó thấy cần bốn đỉnh đó. Thằng kia pha đó cần bốn thấy đỉnh vải trưởng ra đây. Hay, tuyệt vời á. Khò anh Vũ Trọng Quy cứu tôi. Ok để tao qua tao ký đồ mày. đưa anh katana để anh qua anh ký đồ nữa đây. Cười kìa, đặt cái tên kìa. Tính ra kiểu như là bấy lâu nay mà mình bắn bên Thái mập mỏi, mình nhiều khi người Việt Nam bắn cũng giải trí thật vui. À nói chung là mình chơi hai server vậy nó mới thú vị á. Nói chung là đậu xanh tôi bắn ở bên bển nhiều khi nó à! Thôi, tao còn có 10 máu ông nội ơi. Nó phan cái đậu xanh ba thằng muốn đi bụi. Ê nó phan nữa kìa. Ui chiến thuật của mấy này phan lụn nội ơi, rồi ok phan cái em đi đâu đâu. Ôi ủa sao nó bắn pha này của anh giống xuyên quá vậy. Cứu luôn nó cầm cái lưỡi rồi đi. Hồi nãy em cứu anh vậy là có khi anh quẹt kiếm nó được á. Ủa sao pha này à, chắc là tại bị hở á chứ pha này bắn ghê hả. Rồi pha đã phèo trong tay. Ê vậy. Ôi nó dùng đam ông nội ơi, nó dùng đam. Tao tưởng nó xuyên tường chứ, tao hay gung nghe. Không sao. Hồi nãy đâm đầu chạy qua anh thấy nó dùng đam một cục ở nhà mà. Dùng đam 4 thằng luôn mà. Má mới có rau này mà nó giàu dữ trời, có súng to á dồn sao đỡ được. Kìa thấy. Thấy. Anh to khôn dữ ta. Ê đừng có chết nha mấy cha nội, chết đậu xanh con mình tao nó ép tao bắn không được á. Cứ từ từ thôi. Từ từ phải Thôi kìa ngáo. Phải có góc thì em bắn mới được.
ok. Ủa nó rút rồi, nó chạy rồi, nó chạy về rồi. Sợ 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 sợ, ráng ráng. Đây đây đây, chuột chó, chuột chó, chuột chó. Chuột chó. Ui, thằng kia mới nhảy xuống. Anh thấy rồi, chuột chó hai luôn á, chuột chó một với lại thằng kia nhảy xuống một. Hai bắn không ram luôn, vẫy cái trưởng thật. Mà ở đây lâu là mình chết nè, bo vô là mình chết nè, má mình đi bụi nè. Bo vô là ăn cám. Ở đây bo vô là mình ăn cám luôn á, ăn hết luôn á. Hello, thấy đâu nó thấy nó thấy bị chém rồi. Kỹ năng đang hồi. Mẹ ơi, tí chết. Mẹ phải hay để thằng bọn. Tiếu nè. Bắn nè. Má nó mạnh vãi. Mạnh đó, bắn mày. Bắn bắn tầm gần mà 50 đam vãi. Trời. Thằng kia cầm mini Uchi đỡ cũng không nổi luôn mà. Bắn giáp 50 đam mà. Úi giời. Trời ơi, bắn như Tiểu Liên luôn. Ê, thằng ngoài 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 kia ngáp nữa. Nhỏ này giống hệt Tiểu Liên luôn. Nhỏ, nhỏ này ngu. Toàn đầu không? Ê ê ê ê ê ê ê, vô tình lụm mấy kiếm. Nè nó tăng tốc bắn nó dễ kéo đầu vãi ra mà anh kéo toàn dính nha. Kéo kiểu mình mà đẩy lên được đầu rồi là nó không có bị rung tâm. Anh ghét nhất là cây AK, sờ ca bắn vẫn ok. Cây AK một khi mà mình đã kéo lên tới đầu rồi dính một viên thôi. Còn lại nó không dính viên nào nữa hết trơn, hên thì dính được viên. Ờ nó rung tâm lắm, còn cái cây pha ra phèo này mình cảm giác đầm tâm. Với lại bắn vô giáp mà 50 mấy máu thì thùi vô đẳng cấp vãi. Ê từ từ nha anh em. Từ 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 từ. Chậm đông á. Chậm đông á. Đây 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 đây. Anh ở trên đây anh cover. Anh ơi chết rồi, nó bắn. Trên đây có 3 thằng đâu nội. Từ từ nha, anh sợ thằng móc lén nha. Chờ đi anh em, chờ đi, đừng 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 vội, đừng vội. Kì kìa nó bao nó công qua vậy nè. Từ từ nha, từ từ nha anh ơi. Vô trong đây đi em, để anh chỗ lũ. Nóc rồi. Ok hai em. Cái lũ đâu ra vậy? Cái lũ của tao chứ đâu. Lũ của tao mày có chết đâu mà mày lo. Ôi, con này ông nội. Trời, chết cho ông địch ông nội ơi. Quái nồi, có hàng ở đớp. Má ở đớp. Ấy, ui nó công em rồi. Công sao sao đít rồi. Hai có nghĩ. Ui. Mạnh vậy? Trời. Như cái máy nên lấy khẩu này. Vài bữa nâng lên khẩu này lên level 7 luôn. Má chứ xuống ông lắm nội ơi. Ông ngon. Mẹ nó nhanh phải lồng đèn ra. Bây giờ ai mà kiểu không thích kéo tâm á, hoặc là không biết kéo tâm á. Ôi má, nhưng mà anh đang mang combo siêu tốc bắn mà, bởi vậy tốc bắn kèm với tốc bắn thì nó dễ kéo, đúng rồi. Nó kéo auto đầu rồi. Mà có điều đam hơi yếu thôi, nhưng mà kéo auto đầu tại vì mình đang mang đa Salona mà, là siêu tốc bắn thôi nhưng mà nó không có đam. Còn anh em nào mà ơi, sao bây giờ nó lên giáp 3 là tao bắn nó 38 đam anh em ơi. Rồi đi rồi, tao hết tỏa sáng nổi à. Bắn đi anh em, 38 đam nếu mà lên giáp 3. Hay, đủ một sát này bắn hay quá ta. Nó làm hay kìa. Mình thấy nha, là khi mà địch lên giáp 3 ấy, là tôi bắn nó 38 đam. 38, pha đầu 38, 47 với lại 50 mấy á. Mấy cảm giác cái bán nào mà có pha fail mà mình có sức sống hẳn luôn ấy. Ê, ê, địa bài. Ôi, nó dí anh nè, ui lụ đạn. Má bọn này chơi khó chịu ghê ta. Bọn này chơi khó chịu lắm, đĩa bay lựu đạn, đĩa bay lựu đạn không à. Cũng biết chơi á. Biết chơi nè, ra đây nát đầu hết, ra đây. Hả, anh em nào mà lấy cái cây này rồi á, nâng lên rồi á, cầm thử đa Salona bắn như tôi thử các bạn. Nếu mà anh em nào có PC nữa, bắn PC nữa thì thôi tuyệt vời luôn. Hai em. Toàn đỏ luôn anh em, toàn đỏ luôn thôi. Bắn rất sướng luôn, tâm nó đập phải. Cái này cây AK thì mọi người bắn có khi nó bị giật. Còn SK bắn tâm nó cũng ok. Nói chung tôi thấy cái SK bắn vẫn ngon, nó nhanh. Còn cây Fire Fail này để cho anh em nào bắn đầm á, kiểu như nhẹ nhàng á, mà cứ chích vô đầu thôi, không đỡ được. Kể cả bắn vô mình đi nữa cũng không đỡ được. 5-60 đam thế này bằng cây Pharmat thì đỡ thấy đéo nào được. Đỡ thấy đéo nào được mà đỡ. Cái cây này so với cây quà điểu á, thì cái cây quà điểu kéo vẫn ngon hơn, tại vì cây quà điểu nó tăng độ chính xác. Còn cái cây này thì nó chỉ là tăng sát thương, thì nói chung là xé giáp nó sẽ ok hơn á. Nhưng mà kéo đầu vẫn dễ, tại vì hai tốc độ bắn thì nó kéo quá dễ rồi. Cứ bắn đi nha, em bút máu nha. Ok ok. Có gì cứ chích máu cho. Ê, sao nó bắn đỏ xanh, bắn thằng danh. Yếu thằng yếu này. Tổ oxy rồi. Ok đây. Cho anh có một nè. Nó lướt tắt theo da đi kìa. Hai em ơi, cố lên đồng đội. Đây nè. Hay đồng đội. Má thằng này quá sọt chuẩn ghê ông nội. Má thằng thả nhện em luôn nè.
Thằng này quan sọt đúng chuẩn luôn á. Đồng đội mình quan sọt chuẩn ghê luôn á. Đậu xanh nó anh bắn cái chục viên không trúng viên nào nó lại nó vả đúng một viên đi luôn. Ghê thật. Hai em ơi. Ừ. Rồi ở quan sọt luôn nội, gớm không nội. Thì chỉ có Uzi Mini với lại M1.17 thôi. Thì mình cứ đi tầm xa ra mà mình có pha ra phèo nữa thì cũng quá là tuyệt vời rồi. Đấy, cái pha ra phèo quá là ngon rồi. Đúng không? À đây 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 đây. Chỗ anh có, chỗ anh có, chỗ anh có. Nó đang trở lại tầm gần, nó đang trở lại tầm gần. Nó không dám ra tầm xa đâu. Đây đây, nó ngoài nè, nó đang ngoài cầm Uzi Mini nè. Thằng nào bắn nó được kìa, thằng nào ở trong là bắn nó được. Cứu em, cứu. Trời ơi, bên em một đống luôn. Đống nè. Bên em một đống luôn. Từ từ, ok ok, anh qua tới. Cái cây này kéo đã quá, gần xa gì kéo vẫn xuống. Ok ok, không sao. Ga, trời ơi, đang cứu, trời ơi. Nó đâu hả? Nó đâu hả? Ở nhà gỗ trước mặt anh đó. Nhà gỗ bên tôi. Má giận nổi. Nó nhanh như cái máy. Không khác cái máy luôn. Chắc nó cứu hiệu quá. Nó luôn nổi. Cảm ơn nha. Thằng kia cũng Battlefield nha, thằng kia cũng Battlefield á. Nhưng mà súng nó có sơn không? Súng nó không có sơn đâu. Súng anh sơn thì nó phải khác, súng anh sơn thì nó phải khác. Súng sơn nó phải khác anh em ạ. Bây giờ công nhận là mà đuối thật. Nhưng mà bắn cây này xuống là cuốn thật ấy. Bắn cây này xuống. Em có xuống chiếc điện này, em đi theo anh. Ok. Công nhận cây này bắn cuốn thật nha. Ôi đây đây, bên anh có thằng móc nè, bên anh có móc nè, có móc nè. Thằng móc đít nè. 54 máu cho một pha vô giáp. Wow mạnh. Nó lên kìa. Dưới. Bay đầu một. Chích máu cho anh đi đâu. Rồi chích máu cho. Bay đầu hai. Chích máu cho anh thôi đầy luôn. Đầy luôn nè. Đây chích giùm anh. Thằng cuối nè, anh tô bắn đi, thằng cuối nè anh tô bắn. Từ từ đánh gạt mấy này cái. Mẹ chích vào thằng kia nó tưởng anh tô hát luôn. Nó tưởng là má thằng này hát máu trâu rồi. Thằng này hát máu trâu mẹ rồi. Trên nhà đúng không? Để lên chém nó luôn. Có tiếng chân nè. Mới nghe. Trên nóc luôn rồi sao á. Trên nóc. Trời cái UAV A quét ở đâu vậy? Đây. Ôi nó đục anh, bắn anh em. Trời nó đục rồi, gạt rồi. Ok bắn nó. Hay em ơi, tuyệt vời. Đã quá anh em ạ. Bắn sướng hả? Cái này sướng quá. Cái này lấy xứng đáng á. Ở bên kia bắn cũng ngon. Ồ, cái cây Mark 10 hôm trước mình lấy là bắn nó cũng siêu phê nha, nhưng mà bây giờ lấy được cây này nó bắn thì nó phê hơn nữa. Ôi hình như trên nóc em ơi. Trên nóc đâu nó cái này là đâu nè. Cái thanh cây. Mà anh tưởng đâu trên nóc chứ, anh nhìn cái thanh kìa. Vãi cứ bây giờ bỏ xếp đúp cái thanh nó giờ ảo vậy. Giờ nó cho lên nữa sao? Hết lên được rồi. Bây giờ là bỏ thủ nha thôi, bỏ thủ hết nha luôn kìa. Cài cái thanh đó là hết ấy được rồi. Thủ thì cứ chờ bỏ em, anh ở trên em bắn xuống là chết hết luôn rồi. Để em tặng cho nó trái lựu đạn nó từ á. Sống không nổi đâu. À đây nè. Đục kia đi em tặng nó trái lựu đạn. Chưa, anh đang ở trên đây nè. Mấy cây này bắn xuống anh em mà đã vậy. Ê đây, nóc. Thằng nội này tự nhiên nó dính vô anh luôn em nội. Ơi, ké đường pha. Trong nó có hai thằng một máu. Đẩy đi. Vô quẩy được không? Quẩy không được thì chạy ra nha. Anh ở ngoài này anh cover chưa? Thôi bắn đi anh em để anh cứu đồng đội cho tình cảm chứ. Chế là nãy giờ má tính nha, nó bắn cũng hay quá. Hay á, nó bắn cũng hay á. Thôi bọn nó ngáo luôn. Ờ. Bắn không tiếng luôn. Thật là đã quá đi. Yes. Chuỗi 88 hay 89 nhờ? Vậy là 88. Ok, quá tuyệt. Giấc này là tôi đã mệt lắm rồi và tôi đang thèm gà gán Jollibee nha anh em. Ơ, thằng kia quân đoàn Jollibee. À, mày xong rồi. Đang thèm quá. Đang thèm gà gán Jollibee, thằng kia quân đoàn Jollibee, mày xong rồi. Tao hút cả quân đoàn luôn. Kỳ kỹ nha anh em ơi. Nói chơi chơi cái này nãy giờ test cây này sướng thật nhưng mà cũng hơi đuối. Ờ, la cũng hơi nhiều, bắn hơi sướng. Ở đây, hình như ở trên sao á? Ở trên hết rồi anh em ạ. Ôi, ở dưới anh có một. Bên phải dưới kìa. Hình như là nó xuống đây dưới anh nữa nè. Yếu hai. Nóc một. Nóc một nè. Nóc được luôn rồi. Đấy, yếu nè. Hai em ơi. Không sao, còn thằng mà. Rồi, em bắn yếu rồi. Đừng lo, đừng sợ, tôi lo được.
đừng sợ, tôi lo được, tôi lo được. Tao đang thèm gán Jollibee mà, có Jollibee ở đây. Đến khi nào mà nó ra cây khác á, thì cây này nó sẽ, nó vẫn giữ chỉ số đó nhưng mà nó sẽ yếu hơn một tí lại. Như anh em thấy cái cây cùng phong á, lúc mới ra rất mạnh, bắn rất là bá. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì cùng phong nó cũng phải lép vế so với cây này rồi. Lúc nào cái cây nào mới thì, ôi chết rồi. Lúc nào cây nào mới thì cũng có sự ưu tiên kiểu như là nhiều nhất hết trơn á. Cố được. Không, nó chạy qua rồi anh, tôi. Có cứu được thằng sát nó, thằng sát nó dí rồi. Đấy, sát nó bắn rồi, sát nó bắn rồi. Đùa, thằng này bắn cũng tính chứ ta. Nói đứa cảm ơn. À, hiểu trong này đang biết chơi nha. Ờ, thằng này bắn hay thật. Thằng này nãy mình đi ghép thế giới các bạn ạ. Mình đi ghép thế giới xong rồi không phải là mời kênh thế giới mà đi ghép ngẫu nhiên. Ờ. Ghép ngẫu nhiên xong mình thấy nó bắn được á, mình mời nó vào chơi, nãy giờ bắn toàn thắng nên nó cũng mê, nó ở chơi hoài nữa. Bắn mà thua là nãy giờ giọt rồi đó. Anh tôi đang live TikTok. Nãy chú bỏ anh em mình hả? Không. Ơ, sao đặt cái không ra ta? Đây chỗ anh hai thằng nè, gắng làm luôn anh em ơi. Thằng video gì? Má bị Jollibee này dí rồi cái cây vậy, hay. Đù. Thằng sát này bắn cũng toàn đỏ các bạn ơi. Nó cầm cái AOG gì vậy ta? Làm đỏ bạn phát nó coi cho em bạn. Hay. Má chứ bự khiêu luôn kìa anh em à, tính thế ta. Ván này không có pha ra phèo mà thôi, mình tạm thời mình bắn cao đúp cho đỡ buồn ấy. Tu vậy. Má hay vậy? Má hay ghê ông nội, mới ra đậu xanh nó vãng vương thằng kia hết sọc chim bỏ kiến luôn kìa. Má mình tưởng nó mình bắn chim bỏ kiến hay chứ ai ngờ bắn hang mình ông nội. Mình trưởng to rồi, mình bắn chim bỏ kiến đẳng cấp nhất rồi, ai ngờ nó bắn đẳng cấp mình nữa. Gớm thế ông nội. Má bả mày tuổi gì? Ủa sao? Sao giờ này mình bị gì mình đặt cái không ra cho nội, còn thẳng nhà kìa nó đang gạt anh nè, nó cầm nó đúp á. Ừ nó gạt luôn rồi. À đúp em ơi. Đi trái eo, đi trái đúng rồi, góc đó ăn. Hãy. Ui mắt thằng này cứ ra bắn toàn đầu vậy ta. Dạ dạ. Khoái, đã khoái liền. Ấy, nào là keo thông minh dữ hả? Bị kì trái keo. Từ em ơi. Từ. Dạo này mình bị gì đó mà mình đặt keo nó đơ quá ta. Ờ. Bắn đầu dễ đâu luôn kìa. Cú. Hả? Nhẹ nó chưa? Cảm ơn nhé. Gỡ nhầm nọ. Gỡ má. Nhà luôn kìa. Bình tĩnh. Sao thế? Cảm ơn nhé. Nó dưới cái thùng á. Nóng một nè. Không nào thế. À thấy. Còn đó. Có hàng à. Ờ chết rồi. Xong nè. Còn hàng luôn. Yes. Quá là easy anh em ơi. Tuyệt vời anh em ơi. Chuỗi 89 nha. Firm luôn. Vô firm luôn. Quá là firm luôn. Quá là đẳng cấp luôn. Hay nói chung là nó chơi Avatar 7 tuổi quân đoàn Sapboy Esports. Rồi Bob United. Rồi mang cả Ngộ Không mà có Raphael thấy hơi rén. Nhưng mà không sao cứ lụm anh em ơi. Katana đâu ông nội. Cái này mình mệt quá bạn ơi. Không biết. Ôi nãy quên để ý trận đó có Raphael không. À đây đâu không? Hay. Má cái thằng sách này nó hay ghê ông nội. Má mình tưởng đâu mình vua M500 ai ngờ. Nó bắn chuẩn của mình nữa. Đây ngộ cỏ. Cái gì cũng vua luôn rồi. Ngộ cỏ đây nè. Lấy cái katana cho anh thằng khứa đó nó chết kìa. Nè anh đâu. Ôi. Nè. Má thằng khứa sát là bắn hay ghê ông nội. Cầm đi em á. Đã theo bây giờ mình không còn cái lời lẽ nào để nói nữa. Căn bản cái cây nào nó mới ra nó cũng đều cực kỳ là mạnh. Bây giờ ví dụ chỉ số nó ngang cái cây kia đi nhưng mà nó mới đúng không? Thì nó vẫn mạnh hơn cái cũ. Quái sao? Tù thằng đó. Kia bắn cháy rồi hả? Nói chung là cái cây nào mới lúc nào nó cũng mạnh. Cũng hai luôn kìa. Cũng luôn kìa. Ôi. Gớm ông nội, anh tu qua lượm hết luôn kìa. Ờ. Vậy chứ nó đứng yên ở đây không lượm đậu xanh không lượm nó là tiếc đấy. Quái. Bây giờ là kiểu tao hơi đuối rồi ấy. Ừ, bắn thì sướng thật. Bây giờ mà đưa bây giờ em mà đưa cái cây cùng phong vô bắn chắc không lại cây này đâu mặc dù là cây cùng phong tăng hai tốc độ bắn một lượt chính xác thật. Có cái xe luôn kìa. Ơ bị lag thằng này bị lag. Ôi. Ô trời tính chạy lại bắn cái thằng này bị lag ai ngờ bấm tâm vô kia ông nội. Cứu con được. Cứu được Giang ơi, đặt keo em. Hay Giang ơi. Ơi. Đặt cứu luôn em. Đúng rồi, anh có keo mà. Rồi em nhảy ra đi Giang, Hay em ơi, tuyệt vời em ơi. Không sao, hay rồi. Thằng kia biết chơi bà. Đông lắm. Cái gì nó nhảy vô kìa tôi.
cái. Ồ. Cầm kiếm chém nhở. Chém nó chết luôn á. Không gì nổi với anh. Từ từ hình như em gạt này giùm anh cái, gạt này giùm anh cái. Để anh gạt nó mất ngủ không. Hay. Nóc nè. Hay. Ê, yes sir. Xuống không? Phải này xuống không? Đã luôn. Cái này đuối quá trời đuối rồi, mệt quá mệt rồi. Đậu xanh. Ơ dễ. 199 đam kìa. Bắn mệt thật sự cho. Nhưng mà cầm cây này bắn chắc tay quá, bắn sướng thật sự. Kiểu như là hồi đó giờ cái gì cũng vậy, cái nào mới ra bắn nó vẫn sướng nhất. Mà cái cây này nó tăng chỉ số đã ngon rồi mà nó còn mới ra nữa. Gì vậy? Nào cầm phun lửa rồi, nó phun kìa. Mẹ một đống luôn kìa. Từ em ơi, ngay chỗ hết. Ngay chỗ cái keo. Cái keo nè, không nào. Được quá. 30 mấy đam xa lúc luôn, bắn vẫn được ba mấy đam, mặc dù không đem Hayato, không đem Maro gì luôn á, bắn sướng thật. Đây đúng cái đầu ra. Ê, bạn ngồi thông minh dữ ha. Bạn bên nhà sách nè, rồi đây quay tay thông minh chụp cho. quay tay đu cái đầu ra luôn, thông minh thật. Anh mà dí tâm đỏ là anh kéo à, dí tâm đỏ kéo là đây đây mà nè, anh tôi chạy đi đeo ghế bên nè. Đây cho anh có thằng bắn nhầm chết kìa, lỗi đam kìa. Ở thằng đây một máu nè, từ ôi chết anh rồi, pha nãy đáng ra nó chết rồi chứ, ta tại bị lỗi đam chứ. Qua lẹ đi anh em, qua lẹ đi, còn thằng này thôi làm đi. Không chắc rồi, 4-0 bị lỗi đam chứ, không mà ngon lành chứ. Ok, đuối quá các bạn ơi. Video test đến đây là kết thúc nha. Nói chung là test sơ sơ khoảng tầm vài ván lên chuỗi 90 cho mọi người xem thôi. Thấy đủ uy tín cái cây súng này rồi. Hai tốc độ bắn, một sát thương. Chỉ cần thế level 4 thôi. Bắn thật sự quá cháy. Anh em nào muốn kéo đầu nhiều thì mọi người chỉ cần mang theo Lona với Dasa nữa. Bắn nó nhanh hơn thì chúng ta sẽ dễ bắn hơn. Còn nếu như mà các bạn muốn dùng giáp thì các bạn cứ mang theo cho tôi là con Hayato gì đó, hoặc Maro tầm xa để chúng ta dùng giáp là vẫn chết thôi. Ok thôi, bye bye anh em. Bye bye.